Cả nhà ơi, hôm nay bé ra ruộng, hôm nay bé mặc quần áo mới nè. Bà ngoại khoe quần áo mới của con đi. Đấy, Tinh hôm nọ hai bố mẹ giận nhau thế là mẹ ra chợ mua cho em một bộ quần áo mới. Cả nhà đoán được xem bộ này bao tiền. Nhìn thì nó rất là đơn giản, chả có cái gì cả. Mà đây em mua bộ rẻ nhất ở ngoài chợ rồi đấy. Cái áo này là 16.000 won, tương đương với khoảng 350.000 Việt Nam đồng. Cái quần là 17.000 won, 350.000. Đấy, một bộ này là 700.000 Việt Nam đồng đây. Em ạ, mua một bộ quần áo cho em 700.000 Việt Nam đồng, nhìn nó cũng chẳng có cái gì cả. Bà bế chốc xoay sang bên này thế nào. Ngược lại thế này. Đấy, mọi người ngắm nhá. Đấy, quần thì nói chung nó cũng rộng rãi thoải mái. Áo thì cũng là cái dạng áo phông bình thường thôi. Nhưng mà quần áo ở đây nói chung là cũng đắt, quần áo trẻ con nữa. Rồi đây là em mua ở dưới chợ bình thường, nhưng không phải là trong siêu thị hàng cao cấp hay gì đâu. Đấy, chỉ là ra chợ bình thường mua đấy. Còn nhiều bộ đẹp lắm nhưng mà đắt lắm. Ví dụ như một cái áo đẹp của họ bán là cứ khoảng 700-800.000 Việt Nam đồng một cái. Thì nó đẹp và chất nó mát. Sáng ra thì mẹ em cứ hay bế bé xuống cho vào xe, rồi đi cùng em sang nhà nội gửi bé. Có hôm thì mẹ sẽ đi cùng với chồng. Đây là bãi đỗ xe bình thường ở Hàn Quốc. Nói chung là cũng không thấy xe máy đâu cả nhà, ít khi thấy xe máy lắm. Cả một bãi đỗ xe này chắc là tìm được khoảng 5-7 cái xe máy. Với lại xe người ta mua để đi gần, với lại đi cho vui thôi, chứ người ta cũng ít có chạy đường xa hay là chạy nhiều. Xe nhiều thì họ cũng đỗ rất là nhiều ra ngoài đường như thế này, nên là đỗ xe cũng vất vả lắm. Đi tiếp một lần nữa mẹ. Hay đây xe con đây quên xe. Đấy, giờ cho bé lên xe đi nội nào con ơi. Cả nhà ơi, hai mẹ con em sang nội rồi đây. Titi em ơi, ai đây? Hôm nay em được nhìn thấy mình trong điện thoại nè. Hi, em xấu hổ đó. Cả nhà ơi, uống mông cho em lớn nè. Em chào các ông, các bà, các cô. Em sang nhà bà nội em chơi vui chứ. Thích quá, đây là cái đồ chơi em rất là thích đây. Bật lên là em ngồi em chơi. Đấy. Hôm nay đội mũ cho em nha. Nhìn em cười là mẹ hạnh phúc nhất đấy con ạ. Đấy. Cả nhà ơi, uốn mông cho em nè. Em chơi rất là ngoan. Trộm vía. Em trai em nghịch giỏi nha. Em vào nhà em chơi bà ngoan nha. Mẹ đi làm rồi con. Thích quá. Đấy, thích quá con nhỉ. Nhiều cái chơi quá. Nấu chua. Ui. Thích quá con nhỉ. Ui. Đấy, bây giờ bà cho bé uống sữa nào. Mama, bà xích xe. 우리 현수 잘 먹어요. Mama 내 건. 내 할머니 나 이렇게 해야 되는데 할머니가 이렇게 해야 되냐고. 현수야 똑바로 먹어. 네, 제 할아버지 닮은 고집이 되게 싫다. Xin chào tất cả mọi người, đây là ruộng ớt nhà em. Ớt năm nay ở trên này phát triển rất là tốt. Sau một cơn mưa thì ớt lên rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì em cùng bố mẹ đến đây để hái ớt bán. Mời mọi người ngắm vườn ớt Hàn Quốc nhé. Những cái luống ớt thì nó nhìn đẹp như thế này, cả nhà có thấy tuyệt vời không ạ? Cọc là phải mang cọc cao đến đóng bố ạ. Cọc này giờ thấp quá. Bố hái ớt thấy thế nào bố? Hay quá đấy. Lần đầu tiên bố hái ớt xanh nhỉ bố nhỉ? Ừ. Cảm giác có thích hơn hái ớt chín không bố? Xanh nó dễ vặt hơn mà cảm giác nó tươi mới, nó sạch sẽ nhỉ. Đấy, nhà em hái từng túi 1 cân. Hái rồi để đấy để em gửi cho khách hàng. Hiện nay em đang bán 1 cân ớt tươi là 120.000 Việt Nam đồng giá. Bố lấy túi đi bố, hái thêm đi, vẫn chưa đủ bố. Làm nông ở Hàn Quốc cũng đơn giản lắm cả nhà. Chỉ mong cây cối nó được mùa, nó khỏe mạnh thôi. Đây mọi người thấy không, những cái chùm ớt nó sai quả như thế này. Đấy, nhìn thích lắm. Những cái quả ớt này. Ở Việt Nam mình thì không biết có hay trồng ớt này không. Ớt này người ta gọi là ớt để muối kimchi ấy cả nhà. Nó cay ở mức độ trung bình, không phải là cay quá như là ớt chỉ thiên ở Việt Nam. Nó cũng không phải là không cay, nó cay ở mức độ trung bình. Vì vậy là người ta làm kimchi nó vị nó sẽ rất là ngon, màu nó rất là đẹp và không quá cay để người dân có thể thưởng thức một cách dễ dàng. Ai mà thích ăn cay thì họ sẽ lại cho bột ớt cay vào. Một luống ớt như thế này hiện nay khoảng 100-120 cây. Ớt thì nó phát triển cũng đang rất là tốt và nhà em chuẩn bị lại phải cắm cọc và căng dây tiếp. Mẹ ơi, thấy ớt ok không? Thái thích không mẹ? Thích. Bố mẹ em buổi sáng thì lên đây hái ớt trước, tại cái ruộng ớt này nó ở vị trí ở trên đồi nên là nhà em phải đi riêng. Hái quả ớt nó to lên cũng nhanh lắm cả nhà. Mẹ giơ thử túi ớt lên khoe với cả nhà này. Đấy quả ớt nữa mẹ. Đấy, những quả ớt này. Ớt này. Đấy, những quả ớt này to đẹp này, bóng này. Người Hàn họ mua về thì để họ ăn sống ấy cả nhà. Họ ăn sống với lại thịt nướng hoặc là ăn hàng ngày chấm với cái gọi là cái gia vị chấm. Vị thì cay vừa phải. Ai mà không thích ăn cay thì cái này nó vẫn hơi cay một chút, như mẹ em là cũng không ăn được. Có cái loại ớt không cay nhưng mà nhà em thì không trồng. Đấy, bố mẹ em hôm nay đến đây hái ớt rất là vui. Mọi người thử sang Hàn Quốc và trải nghiệm cái công việc hái ớt như thế này cũng rất là tuyệt vời. Hiện nay thì ở Hàn Quốc thì những cái vùng họ trồng ớt lớn thì họ cũng thuê người hái. Hái một ngày thì lương nữ là 90.000 won, tương đương với khoảng 1.800.000 Việt Nam đồng. Lương của nam thì nam mà làm hái ớt thì cũng giống như nữ, cũng chỉ được bằng cái tiền thôi ạ. Công việc hái ớt thì nó hơi đau lưng một chút thôi. Và hái phải nhanh tay, hái phải đúng loại quả của người ta cần. Chứ nếu mà hái lon quá hay là hái không đúng kiểu người ta thích thì người ta cũng không thuê đâu cả nhà. Mà hái là phải nhanh tay cơ. Một ngày phải hái được bao nhiêu cân đấy. Chứ còn nếu mà hái chậm quá sau người ta cũng không thuê nữa. Đây là vườn ớt này, nhìn đẹp không? Ôi, năm nay thật là tuyệt vời. Cảm giác rất là thích. Đây là lá ớt này cả nhà ơi. Nhìn nó phải mạnh khỏe như thế này. Lá nào nó đẹp, lá đấy hoa đang nở rất là nhiều. Mọi người ơi, trồng ớt thử đi, rất là thích. Ở Việt Nam mình trồng ớt bán bột ớt kim chi cũng rất là tuyệt vời. Năm nay thì rất là nhiều người bắt đầu chuyển sang trào lưu thích ăn kim chi này. Kim chi cũng là một trong những cái loại thực phẩm lên men rất là tốt cho hệ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe, dễ ăn. Ngon lắm cả nhà. Em sẽ chăm chỉ làm việc đây. Sau khi hái một túi thì mẹ em sẽ mang về lại đi hái tiếp. Cả nhà ơi, ngày hôm nay bố mẹ em đến ruộng cắt lá cà. Cà thì không chỉ có thu hoạch mà còn phải cắt tỉa chăm sóc rất là nhiều. Hôm nay thì bố và mẹ cầm kéo để cắt những cái lá già ở bên dưới. Cà là một cái loại cây mà cần phải cắt lá liên tục và căng dây. Nó phát triển cũng rất là tốt. Nhiều quả to thì lại hái. Đây, cây cà. Chỗ này thì cà nó cũng lên khá là đẹp. Năm nay thì nó nóng quá cho nên là cũng rất là khó chăm cây. Bố mẹ có cần đeo ghế vào đít không? Mà cắt cái này chắc là cũng phải đi nhanh nên đeo ghế cũng chẳng ngồi được bố nhỉ. Cắt có khó không bố? Cắt lá dễ mà. Cái nào lá nó to mới đó, ở trong tán đấy bố ạ. Đây này. Đây cái lá này đây này. Nhưng cái lá này là nó trong tán này, nó che. Nó ở trong giữa những cái lá con đấy, con là bố cắt thì là được. Cả nhà ơi, đây là bữa cơm đơn giản của gia đình nhà em. Thịt rán này, bí xào, kim chi, cần xào này, nước mắm. Bí đầu mùa nên là cũng ngon. Còn đây là rau luộc. Đấy, nói chung là cũng toàn món theo kiểu phong cách của Việt Nam mình. Nhà từ tháng đầu mỗi thịt lợn là mua. Vâng, mỗi thịt lợn là mua thôi. Tại vì bây giờ thì nhà làm nông mà đi một rau thì người ta cười cho bố nhỉ. Mẹ ăn ngon không mẹ? Vâng. Bố thấy con gái nấu ăn được không? Được mấy điểm? 9 điểm. 9 điểm à? Ôi, hôm nay bố cho điểm. Hôm nay bố cho điểm cao thế. Con cảm ơn nhé. Thế bố ăn nhiều vào bố nhé. Bố uống bớt rượu đi chứ. Hôm nay bố không uống rượu à? Không. À, chuyện cốc tỏa thế. Cốc này vừa mồm. Nếu bố cứ ăn nhiều vào được, bụng có chảy ra tí nào chưa bố? Từ hôm sang Hán giờ có thấy ok hơn không? Hơi chảy tí à? Chảy tí rồi. Mẹ ăn nhiều mà mẹ toàn ăn rau thôi, mẹ ăn thịt đi mẹ. Mẹ ăn rồi chảy bụng rồi, tốt gì. Mình hiểu ăn. Hôm nay làm mệt không mẹ? Mệt quá nhỉ? Vất vả quá. Đấy. Sang Hàn có thấy vất vả lắm không? Đập đá rứt hết cho tay. Mai phải trồng nước cái đi. Không trồng thì sợ nó hư mất bố nhỉ? Giống nó cao lắm rồi. Ruộng cát nắng quá nó dễ nó xè. Tại ruộng nó xấu quá mà, ruộng đất toàn đá là đá rồi, chán thật. Nó nhiều đá quá. Đất nó xấu chứ đất ở bên kia thì lại mềm. Nó mềm thì nó mới rơi được, không phải nó ủ nó ôm vào cái bầu cây ấy. Đấy, vất vả nằm nông con ạ. Em ơi, mẹ bê em cho bà ăn cơm này đi, bà ăn xong bà bê cho mẹ ăn cơm. Em chơi cái gì đây? Em hôm nay vừa mới ăn bột xong đấy cả nhà. Em cứ ngắm chân này. Trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi con nhỉ. Pi 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 pi.